chỉ chạy với tốc độ 60 km/h. Và như lời ông Phó Giám đốc Công ty Đường sắt Thanh Hóa, phải mất đến 60 năm nữa mới thay xong đoạn đường sắt dài 120 km. Rất tiếc, đó là thực tế mà ngành đường sắt đang phải đối mặt. Sau nhiều thập kỷ đưa vào khai thác, đến thời điểm này, giá trị của hệ thống hạ tầng còn lại chỉ vào khoảng 300.000 tỷ đồng. Điều này cũng có nghĩa, để có thể cải tạo thay mới những trang thiết bị, cơ sở vật chất đã xuống cấp như hiện nay, thì sẽ cần số vốn lớn hơn thế rất nhiều. Trong khi đó, gói ngân sách mà ngành giao thông đang đề xuất cấp cho đường sắt là 7.000 tỷ đồng trong 5 năm, tức là mỗi năm chỉ có khoảng 1.400 tỷ đồng. Chính điều này đòi hỏi ngành đường sắt phải liệu cơm gắp mắm để tránh đầu tư dàn trải. Những thanh ray phải được thay mới, những cây cầu cũ nát cần được cải tạo, nhà ga phải được thêm đường ray, xóa các điểm đen giao cắt với đường bộ. Đây chính là những điểm nghẽn trên toàn tuyến đường sắt Bắc Nam cần được đầu tư nâng cấp. Những mối nối như thế này cũng chính là nguyên nhân khiến cho việc chạy tàu không êm thuận. Và khi có kinh phí thì ngành đường sắt dự kiến sẽ hàn các mối nối này thành những thanh ray dài hơn 200 mét để tăng độ êm thuận và tốc độ cho chạy tàu. Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, việc sửa chữa, cải tạo những hư hỏng xuống cấp trên toàn tuyến đường sắt Bắc Nam là khối lượng công việc rất lớn với hàng nghìn hạng mục. Vì thế, số vốn 7.000 tỷ đồng sẽ chỉ sử dụng tập trung để giải quyết những khó khăn trước mắt. Với 7.000 tỷ thì chúng ta chỉ kỳ vọng là giải quyết các điểm nghẽn. Với số tiền nhiều hơn thì chúng ta sẽ xử lý được kết cấu hạ tầng sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ sử dụng được dây hàn liền kéo dài và chạy tàu nó sẽ êm. Theo các chuyên gia, xử lý được những điểm nghẽn chỉ là giải pháp trong ngắn hạn để đảm bảo cho việc chạy tàu an toàn và thông suốt. Còn để cải thiện toàn diện năng lực vận tải cho lĩnh vực đã tồn tại hơn 100 năm này thì cần phải có số vốn lớn hơn. Số tiền như vậy chỉ đủ để đảm bảo an toàn giao thông đường ngang và phục hồi các cái đường nhánh đã là tốt lắm rồi. Để nâng cấp về sức chịu tải trên một mét đường đồng đều với nhau, nâng cấp cái chiều dài, kéo dài các chiều dài với nhau để làm cho cái tổ chức chạy tàu Bắc Nam với nhau. Và nếu còn nữa chẳng hạn thì đồng bộ hóa tất cả cái hệ thống thông tin tín hiệu ở Bắc Nam. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, 7.000 tỷ đồng cho đường sắt đã chiếm khoảng 8% vốn ngân sách cấp cho toàn ngành giao thông, nghĩa là lượng vốn cấp đã được nâng lên khoảng 3 lần so với các giai đoạn trước. Điều đó đã cho thấy Bộ cũng đã tính đến sự cân đối lại ngân sách cho lĩnh vực vận tải này. Việc hài hòa giữa phương thức vận tải kết nối được nó và làm giảm chi phí cho logistics hoặc là chi phí vận tải đóng góp vào logistics là đang có vấn đề, nhưng chúng ta phải hướng tới là đầu tư tương đối cân bằng. Như vậy là ta đã nỗ lực trong cái kỳ trung hạn này từ 16-20 là nâng từ 2-3% lên 7-8%, nhưng mà cũng đang còn rất nhỏ so với lại cái lĩnh vực khác. Cũng theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, với số vốn đang được Bộ đề xuất Chính phủ, nếu đường sắt có thể nâng cao hiệu quả khai thác thì vẫn sẽ có cơ hội được bố trí thêm vốn từ gói ngân sách của toàn ngành để cải thiện bộ mặt hạ tầng, nâng cao năng lực chuyên chở.